Xin chào các bạn. Tình hình ở bán đảo Triều Tiên trong mấy ngày gần đây nó đã bắt đầu có cái dấu hiệu lắng xuống. Ít người biết được rằng là tại sao nó lại lắng xuống. Và tôi nghĩ rằng là cũng ít người biết được là lý do tại sao Triều Tiên lại quấy rối Hàn Quốc trong cái thời điểm này. Thực ra thì cũng không khó để có câu trả lời. Hôm nay tôi sẽ phân tích cho các bạn qua cái góc nhìn của tôi để cho các bạn thấy rằng là cái vấn đề Triều Tiên nó là một cái vấn đề mà nó liên quan đến Trung Quốc rất là nhiều. Thì các bạn có để ý rằng là khi mà Triều Tiên thực hiện cái việc là bắn pháo sang cái lãnh hải của Hàn Quốc á, thì nó lại rơi trúng vào cái thời điểm mà ở bên Đài Loan đang chuẩn bị diễn ra một cái kỳ bầu cử tổng thống. Thì cái kỳ bầu cử tổng thống của Đài Loan sẽ là một cái sự lựa chọn về vận mệnh của Đài Loan, và nó là một cái mối quan tâm rất lớn của Trung Quốc, đặc biệt là đối với cái việc là hạ bệ đảng của bà Thái Anh Văn. Thì cái thông điệp mà ông Tập Cận Bình muốn đem lại cho người dân Đài Loan đó là gì? Đó là cái lá phiếu mà người dân Đài Loan bỏ cho ai làm tổng thống, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự an nguy, ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh khu vực và đặc biệt là đất nước Đài Loan. Và cái thông điệp này ông Tập Cận Bình đưa ra một cái dẫn dụ là Triều Tiên và Hàn Quốc là hai cái quốc gia anh em, là hai cái quốc gia bị tách ra, giống như cái tình hình địa chính trị của Trung Quốc và Đài Loan vậy. Và nếu như mà Đài Loan lựa chọn sai lầm, người dân Đài Loan lựa chọn sai lầm, thì sẽ dẫn đến một cái tương lai bất ổn giống như là Triều Tiên và Hàn Quốc. Thì cái việc mà Hàn Quốc và Đài Loan bắn pháo vào nhau gây ra một cái sự bất ổn và sự lo lắng cho người dân của hai bên Triều Tiên và Hàn Quốc, nó là một trong những cái mối quan tâm mà ông Tập Cận Bình đang muốn gọi là người dân Đài Loan phải suy nghĩ lại để làm giảm cái lá phiếu bầu cho đảng của bà Thái Anh Văn. Thế nhưng mà cuối cùng thì những cái tính toán của ông Tập Cận Bình và mong ước của ông Tập Cận Bình bị thất bại. Đài Loan, người dân Đài Loan đã bỏ phiếu cho bà Thái Anh Văn. Tới đây thì chúng ta thấy rằng là cái dân tộc Đài Loan này rõ ràng là không dễ chơi đâu. Cái dân tộc này là một cái dân tộc rất là anh hùng, không sợ Trung Quốc. Biết rằng là lực lượng Trung Quốc đông đảo hơn rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi không sợ. Đó là một dân tộc rất là anh hùng, rất là kiên cường. Họ vẫn tiếp tục bầu cho đảng của bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức là tổng thống. Và kể từ sau khi kết quả bầu cử của Đài Loan ngã ngũ, thì Triều Tiên đã không còn quậy phá Hàn Quốc nữa. Và tình hình bây giờ bắt đầu là tạm lắng xuống, chỉ còn dừng lại ở cái việc là hai bên đấu võ mồm với nhau thôi. Thế nhưng mà qua cái sự kiện này thì tôi mới nhìn lại Triều Tiên và tôi mới thấy rằng là rõ ràng Triều Tiên chỉ là một cái con thú cưng của hai quốc gia lớn là Trung Quốc và Nga mà thôi. Vào mùa đông năm nay, thời tiết ở Triều Tiên rất khắc nghiệt. Các cái cánh đồng của Triều Tiên đóng băng và không thể canh tác được. Cho nên Triều Tiên rất cần sự hỗ trợ lương thực, thực phẩm từ phía Trung Quốc. Và các bạn biết rằng là Trung Quốc là một tên lưu manh, nó không thể cho bất kỳ quốc gia nào mà cho không cả. Triều Tiên muốn nhận được sự viện trợ của Trung Quốc thì phải làm gì đó cho Trung Quốc. Và cái vấn đề vừa rồi dĩ nhiên là cái sự chỉ đạo của ông Tập Cận Bình và Trung Quốc muốn Triều Tiên gây hấn với Hàn Quốc. Thì ví dụ như là tôi nuôi một cái con cún đi, con chó. Bây giờ mày muốn tao cho mày ăn thì mày phải làm cái gì đó cho tao, phải có lợi cho tao, tao mới cho mày ăn, còn không thì khỏi. Thì ông Tập Cận Bình sử dụng Triều Tiên giống như là một cái con thú nuôi vậy. Cho nên á, là cái tình hình Triều Tiên, các bạn đừng có lo lắng. Sở dĩ mà Triều Tiên làm một cái gì đó, nó cũng chẳng qua là vì Trung Quốc hoặc Nga mà thôi.